Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với nội dung phân tích Tây Du Ký của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Hòa Diệm Sơn ở trong tác phẩm Tây Du Ký là đã hình thành như thế nào? Nó hoàn toàn không phải là do Tôn Ngộ Không đã đẩy lò bát quái. Ở trong tác phẩm này thì đường tăng khi đi về phía Tây Thỉnh Kinh, Hòa Diệm Sơn là một con đường cần phải đi qua. Nhưng Hòa Diệm Sơn lửa cháy quá nhiều, ngay cả Tôn Ngộ Không đều không thể nào chịu nổi thế lửa ở nơi này. Cho nên chỉ có thể đi đến chỗ của Thiết Phiến Công Chúa để mượn quạt ba tiêu dập tắt ngọn lửa này. Rất nhiều người đều cảm thấy hiếu kỳ với lai lịch của Hỏa Diệm Sơn. Tương truyền là bởi vì năm đó Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, lúc tránh thoát từ lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân, không cẩn thận đem lửa trong lò rơi xuống thế gian, lúc này mới tạo thành Hỏa Diệm Sơn. Nhưng chi tiết này liệu có đáng tin cậy hay không? Chỉ sợ chân tướng cũng không phải là như thế. Lò bát quái là chí cao pháp bảo của Thái Thượng Lão Quân, tam giới rất nhiều thần binh lợi khí, còn có tiền đàn luyện chế ra để hiến cho Ngọc Đế, đều là thông qua lò bát quái để chế tạo thành. Lửa bên trong lò bát quái là lục đinh thần hỏa, một trong tứ đại thiên hỏa. Vậy thì lục đinh thần hỏa này đến cùng là có bao nhiêu lợi hại? Căn cứ trong nguyên tác có giới thiệu như sau: Quan Âm Bồ Tát đã đem một nhánh dương liễu để vào lò bát quái thì rất nhanh liền bị đốt cháy khét. Nhánh dương liễu của Đức Quan Âm là được dùng nước cam lầu ở trong Ngọc Tịnh mình nuôi dưỡng, nên có được sinh mệnh lực cực mạnh. Có thể thấy được lục đinh thần hỏa uy lực hoàn toàn chính xác bất phàm. Chỉ có điều Tôn Ngộ Không năm đó đã bị giam ở trong lò bát quái đốt đến 49 ngày đều vô sự, vì sao lại còn sợ lửa ở Hòa Diệm Sơn? Lúc ấy Thái Thượng Lão Quân bắt được Tôn Ngộ Không, định đem Tôn Ngộ Không ném vào trong lò bát quái lấy đó để trừng phạt, còn nói phải dùng Văn Vũ Hỏa để dung luyện hầu tử. Lục đinh thần hỏa bá đạo như vậy, nhưng Tôn Ngộ Không căn bản cũng không sợ, ngược lại còn bởi vậy đã luyện thành Kim Cang Bất Hoại Thân cùng Hỏa Nhãn Kim Tinh. Xem ra lục đinh thần hỏa căn bản là đối với Tôn Ngộ Không cũng không có tác dụng nhiều. Nếu như ở Hỏa Diệm Sơn chính là lục đinh thần hỏa, chỉ sợ không làm khó được Tôn Ngộ Không. Nhưng thực tế lại là ngay cả Ngộ Không cũng không có cách nào vượt qua được dãy núi lửa này. Cho nên ở trong đó Hỏa Nguyên khẳng định có chút kỳ quặc. Thế lửa Hỏa Diệm Sơn chỉ có thể dựa vào quạt ba tiêu để dập tắt. Chiếu theo lẽ thường mà nói, khi muốn dập lửa, thứ đầu tiên cần nghĩ đến hẳn là nước. Nhưng lửa nơi đây lại không thể dùng nước để dội tắt. Không sợ nước mà lửa còn tăng thêm. Ngay cả hầu ca cũng không có cách nào chịu được nhiệt độ cao như vậy. Loại lửa ấy trước đó cũng xuất hiện qua một lần. Đó chính là tam muội chân hỏa của Hồng Hài Nhi. Tôn Ngộ Không động tới Hồng Hài Nhi về sau, có thể nói chẳng có cách nào để chống lại tam muội chân hỏa. Cuối cùng chỉ có thể mời Quan Âm Bồ Tát dùng Ngọc Tịnh Bình dập tắt ngọn lửa này, sau đó hàng phục Hồng Hài Nhi. Như thế mà nói lửa Hỏa Diệm Sơn có khả năng rất lớn chính là tam muội chân hỏa, chứ không phải là lục đinh thần hỏa ở trong lò bát quái. Dù sao Hồng Hài Nhi chính là tại Hỏa Diệm Sơn tu hành 300 năm, lúc này đã luyện thành được tam muội chân hỏa. Vậy tam muội chân hỏa đến cùng là từ đâu mà xuất hiện? Trong tam giới chỉ có một dạng pháp khí có thể sinh ra tam muội chân hỏa, chính là pháp bảo mà Na Cha cùng với Thái Ất Chân Nhân đều đã sử dụng qua, đó là Cửu Long Thần Hỏa Cháo ở trong tác phẩm Phong Thần Diễn Nghĩa. Truyền thuyết Cửu Long Thần Hỏa Cháo là bảo bối của Hồng Quần Lão Tổ, về sau truyền cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đem vật này tặng cho Thái Ất Chân Nhân. Thái Ất Chân Nhân lại trao tặng đồ đệ của mình là Na Cha để hắn sử dụng. Trong tác phẩm Tây Du Ký cũng không có chi tiết nào cho thấy Na Cha đã dùng qua pháp khí này. Điều này nói rõ Cửu Long Thần Hỏa Cháo đã sớm không còn ở trong tay của Na Cha nữa, nói không chừng đã sớm mất tích. Mà Hỏa Diệm Sơn Hỏa Diễm rất có thể chính là nơi cất giấu Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Nhưng Thiên Đình vì che giấu khuyết điểm lần này, liền để Tôn Ngộ Không hỗ trợ mượn quạt ba tiêu đến dập tắt thế lửa Hỏa Diệm Sơn. Đoán chừng Tôn Ngộ Không đã sớm minh bạch nguyên do trong này, chỉ là không muốn điểm phá mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong một video nói về chủ đề Tây Du Ký được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Nếu như các bạn yêu thích những video như thế này hoặc là những bài phân tích liên quan đến những tác phẩm khác như là Phong Thần Diễn Nghĩa, Tam Cung Diễn Nghĩa, Tây Du Ký, Hậu Tây Du Ký, Thủy Hử, hay kể cả những bài phân tích liên quan đến tác phẩm kiếm hiệp của những nhà văn nổi tiếng như Kim Dung, Đan Thanh, Cổ Long, thì các bạn tiếp tục truy cập vào channel của mình để theo dõi những nội dung đã từng được đăng tải lên trước đó và tiếp tục chờ đợi những video hấp dẫn tiếp theo. Các bạn cũng đừng quên chia sẻ nội dung này cho bạn bè người thân nếu như cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.